thơm lắm, mọi người nấu thử đi. Mình mở nắp ra mà hiện giờ mình đang múc như thế này á, và nó thơm phức luôn, cái mùi của quả lê á, và cái mùi hạnh nhân á, vừa bổ phổi nè, vừa vừa thông cổ nữa, trị ho nữa. Các bạn nào mà đang bị ho thì nên uống canh này, nó sẽ hết ho và tiêu đờm nữa nè. Hôm nay mình sẽ nấu món canh người hoa, đó là món canh bổ phổi. Canh này dùng để cho những cái bạn mà thường hay mà thuốc á, những cái bạn mà mới vừa bị Covid xong á thì uống cho nó bổ phổi, hoặc là những cái bạn mà mới vừa hết ho mà vẫn còn vướng đờm á. Này là của người Hoa rất là nổi tiếng và họ thường hay sử dụng lê để mà hầm, vị hai trái lê nè và nấm tuyết nè. Đây là táo mật, tên tiếng Hoa là mật chủ. Thì người Hoa sử dụng này để mà nấu canh, nó có chất chát ngọt và công dụng của nó là để mà bổ phổi. Đây cũng là lần đầu tiên mình sử dụng luôn. Và cái công thức để mà nấu cái món canh bổ phổi này á, mình cũng học từ trên YouTube thôi, cũng là của cái kênh mà món người Hoa đấy. Nhưng mà cái liều lượng á, thì mình đã điều chỉnh ít lại phù hợp với gia đình của mình. Đây là nam hạnh nè, nam hạnh này mình nghe nói là rất là bổ phổi, và ai mà bị ho thì uống rất là tốt, chỉ giúp cái cơn ho của mình luôn á. Và đây là bắc hạnh, nhìn nó giống hệt nhau luôn á, mình không phân biệt được. Nhưng mà cái này là mình ra ngoài nhà là tiệm thuốc bắc á, và mình kêu người ta lấy cho mình, thì người ta đã lấy. Cái bắc hạnh này á, thì mình sử dụng á, chỉ nên bằng 1 phần 3 của cái nam hạnh thôi. Công dụng của nó là sẽ cải thiện cái cơn ho nè, và tốt cho phổi, giúp làm giảm cơn ho, có thể là giảm ho luôn và tiêu đàm nữa. Và đây mình sử dụng hai trái lê. Lê này là lê của Trung Quốc. Và lê á thì được người Hoa và những người Hồng Kông họ sử dụng rất là nhiều trong cái việc mà nấu canh. Và nó có công dụng là bổ phổi nè. Những ai mà đang bị ho thì mình sẽ nấu cái canh lê này để mà trị giúp cái cơn ho của mình. Thì bởi vì lê nó có tác dụng là bổ phổi. Và đây là nấm tuyết. Nấm tuyết thì mình sử dụng 1 phần 3 của cái nấm thôi. Nấm tuyết này thì rất là tốt đối với phụ nữ ha. Mọi người ai cũng biết nó có tác dụng dưỡng nhan nè, giúp cho phụ nữ trẻ đẹp nè. Thêm một cái bắp chuối và mình sử dụng thêm một cái bắp chuối thịt heo như thế này, bởi vì mình nấu súp là súp thịt cho nên là mình sử dụng cái thịt nạc. Nếu mà mấy bạn mà muốn nấu theo cái món canh ngọt á thì bạn không nên để thịt vào và chỉ thay thế bằng đường thôi, là mình đã có một cái món canh bổ và mát rồi. Hôm nay mình nấu súp cho Leo ăn cho nên là mình sử dụng thêm cái cục thịt này. Bây giờ mình sẽ sơ chế cái nguyên liệu á. Sau khi mà mình đã ngâm với nước ấm á, nó sẽ nở rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ xé nó ra. Và sau khi mà đã xé nhỏ ra như thế này thì được rồi. Lê mình đã cắt xong rồi nè. Sau đó mình sẽ đổ táo mật với hạnh nhân vào, nam và bắc hạnh nhân luôn. Đây là nấm tuyết thì mình cũng sẽ đổ vào luôn. Và cái miếng thịt của mình ướp vào. Sau khi cho nước vào rồi thì mình sẽ sử dụng nồi áp suất để mà mình nấu. Bởi vì đối với mình nồi áp suất nấu rất là nhanh. Nấu súp chỉ cần có 20 phút mà thôi, và sau đó mình sẽ ủ trong vòng 1 tiếng. Mình sẽ thấy như này. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái chế độ nấu súp 20 phút. Bắt đầu thôi. Và bây giờ cái nồi súp của mình đã xong. Mở ra thì nó rất là thơm, cái mùi hạnh nhân và cái mùi trái lê. Mình sẽ nêm vào một muỗng muối, bởi vì mình sẽ không có nêm gì nữa hết. Món canh của mình đã xong rồi nè. Miếng thịt này múc ra. Thơm lắm, mọi người nấu thử đi. Mình mở nắp ra mà hiện giờ mình đang múc như thế này á, và nó thơm phức luôn, cái mùi của quả lê á, và cái mùi hạnh nhân á, rất là thơm, vừa bổ phổi nè, vừa vừa thông cổ nữa, trị ho nữa. Các bạn nào mà đang bị ho thì nên uống canh này, nó sẽ hết ho và tiêu đờm nữa nè. Xong rồi đấy.